16 giờ 45 phút ngày 6 tháng 10 giờ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2021 thuộc về hai nhà khoa học Benjamin List, người Đức và David MacMillan, người Mỹ, với công trình khoa học nghiên cứu sự phát triển chất hữu cơ bất đối xứng làm xúc tác. Nobel Hóa học là giải thưởng thứ 3 được công bố mùa giải Nobel năm nay và là giải Nobel Hóa học thứ 113 được trao kể từ năm 1901. Hôm nay, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao giải Nobel Hóa học 2021 cho Benjamin List và David MacMillan vì đã nghiên cứu và phát triển hình thức xúc tác hữu cơ không đối xứng trong quá trình hình thành phân tử. Thông báo của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nêu rõ, nghiên cứu này có thể ứng dụng vào nghiên cứu dược phẩm, đồng thời giúp hóa học trở nên thân thiện hơn với môi trường. Giải Nobel Hóa học năm nay dành cho công trình nghiên cứu phát triển một phương pháp để tổng hợp phân tử. Benjamin List và David MacMillan đã khám phá ra một phương pháp để làm cho phân tử trở nên rẻ hơn, đơn giản hơn và thân thiện với môi trường hơn. Đặc biệt, họ đã phát triển được một thứ gọi là phương pháp xúc tác để đẩy nhanh phản ứng hóa học, làm cho nó diễn ra nhanh hơn đến thẳng phân tử mà ta muốn. Điều này là rất quan trọng đối với ngành dược phẩm để nhắm trúng đích chữa bệnh. Ngoài ra, còn nhiều ứng dụng khác nữa, từ sản xuất giày chạy cho nhanh hơn, tới sản xuất các phân tử bắt được ánh sáng để biến thành năng lượng mặt trời, tới một số dạng hóa học của năng lượng, nói chung là rất nhiều ứng dụng tuyệt vời. Nhà khoa học Benjamin List, 53 tuổi, hiện là giám đốc Viện Max Planck Đức. Trong khi đó, nhà khoa học người Mỹ MacMillan cũng 53 tuổi và là giáo sư tại Đại học Princeton, Mỹ. Với tôi, xúc tác là một thứ rất đặc biệt. Nó rất gần với sự nhiệm màu, nó gần giống như việc tạo ra một thứ gì đó từ hư vô. Nó chỉ đơn giản là một thứ gì đó rất tuyệt vời. Nó là một thứ cực kỳ quan trọng với tư cách là một công nghệ để sản xuất mọi thứ xung quanh chúng ta. Từ thuốc men, tới chất tạo màu nhân tạo, các chất tạo mùi hương, tới nhựa, xăng dầu, v.v. Tất cả đều được sản xuất với sự trợ giúp của chất xúc tác. Ủy ban Nobel thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho rằng nhiều lĩnh vực nghiên cứu và ngành công nghiệp phụ thuộc vào công trình nghiên cứu của các nhà hóa học trong việc hình thành các phân tử có khả năng tạo thành vật liệu đàn hồi và bền, tích trữ năng lượng trong pin hoặc ức chế sự phát triển của bệnh tật. Công việc này đòi hỏi chất xúc tác là những chất kiểm soát và đẩy nhanh các phản ứng hóa học. Theo ủy ban này, từ lâu giới khoa học cho rằng chỉ tồn tại có hai chất xúc tác là kim loại và enzyme. Tuy nhiên, từ năm 2000, hai nhà khoa học List và MacMillan đã thực hiện hai công trình nghiên cứu riêng biệt về chất hữu cơ bất đối xứng làm xúc tác và xây dựng công cụ này dựa trên những phân tử hữu cơ cỡ nhỏ. Từ năm 1901 đến năm 2020, Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã trao 112 giải Nobel Hóa học.